Ủa, mình còn nhiều quýt lắm á. Bạn không ăn, nhặt lại mấy cái vỏ quýt làm gì vậy cho cô? À, lúc nãy mình vừa xem một clip trên mạng. Mình định tận dụng vỏ trái cây để chế tạo enzyme sinh học. Enzyme sinh học là gì vậy cho cô? À, enzyme sinh học là một hỗn hợp các chất hữu cơ đặc biệt được tạo thành từ quá trình lên men rác thải hữu cơ. Mình sẽ tận dụng vỏ trái cây như cam, quýt, bưởi, vân vân, hay vỏ rau củ để ủ thành enzyme sinh học. Sau đó làm nước lau nhà, rửa chén hay tưới cây, vừa giảm thiểu lãng phí, vừa bảo vệ môi trường nữa. Ồ, hay quá ha. Từ rác hữu cơ có thể làm ra enzyme sinh học. Có nhiều công dụng vậy sao? Có dễ làm không cho cô? Mình cũng muốn thử nữa. Công thức đơn giản lắm, bạn cùng làm với mình nha. Ừ. Vậy bây giờ tụi mình chia nhau đi kiếm nguyên liệu nha. Gồm đường, vỏ rau củ quả và nước sạch. Ủa, tiếng gì vậy ta? Là tiếng động cơ đĩa bay đang gặp trục trặc thì phải. Mình phải đi kiểm tra đĩa bay ngay đây. Ủa, vậy còn enzyme sinh học? Bạn cứ theo công thức trên giấy mà làm nha. Dễ lắm, mình đi xíu rồi về nha. Vậy là đủ nguyên liệu rồi. Để coi làm gì tiếp theo. Cho đường, vỏ rau củ quả thừa và nước với tỷ lệ 1, 3, 10 vào chai nhựa. Khuấy đều và đậy kín. Chà, đúng là dễ làm ghê. À, tờ giấy công thức bị ướt hết trơn rồi. Sau khi đậy nắp sao nữa ta? Không có đọc được gì luôn. Mà chắc vậy là xong rồi đó. Xong rồi, mình là nhà chế tạo enzyme sinh học tài ba. Đợi ủ xong, mình sẽ kêu các bạn tới xem mới được. Xin giới thiệu với các bạn, đây là những chai enzyme sinh học được mình ủ từ vỏ rau củ quả. Vỏ rau củ quả bỏ đi mà có thể tận dụng làm được enzyme sinh học được hả? Nhưng cái này dùng để làm gì vậy Kem? Enzyme sinh học có thể dùng làm nước rửa chén nè, lau nhà nè, hay là tưới cây, vô cùng đa năng luôn. Nhưng ủ từ rác hữu cơ thì nó có hôi không Kim? Mấy bạn yên tâm, nếu ủ rác hữu cơ đúng công thức thì sẽ tạo thành enzyme sinh học có mùi thơm rất dễ chịu. Kem ủ toàn bằng vỏ trái cây nên chắc chắn sẽ rất thơm. Wow, hay ha. Mình cũng muốn làm enzyme sinh học. Bạn bày mình với nha Kem. Được, nhưng enzyme sinh học phải ủ 3 tháng mới lên men xong. Lát nữa mình tặng các bạn mỗi người một chai mang về dùng hen. Hay quá. Cảm ơn Kem nha. Thôi, bạn mở nắp chai đi Kem. Sao chai căng ra như sắp nổ tới nơi á Kem? Ủa, nắp chai cứng. Ê, nè, hình như chai đựng enzyme bị nén áp lực quá rồi. Kem, bạn tránh ra, coi chừng nguy hiểm đó. Kem giảm áp lực. Không sao rồi. Chuyện này là sao vậy chú cô? Sao chai xì bột khí nhiều vậy? Xém chút nổ tung luôn á. Có phải bạn đã không đọc hết tờ công thức đúng không Kem? Mình cứ tưởng canh đúng tỷ lệ đường, rác hữu cơ và nước, sau đó đậy kín nắp chai ủ trong 3 tháng là xong. Bạn quên đọc phần lưu ý rồi. Mình có ghi rõ là chai đựng khi bắt đầu ủ enzyme sinh học chỉ nên dùng 8 phần, 2 phần còn lại là không khí. Bên cạnh đó, trong 1 tháng đầu tiên, bạn phải thường xuyên mở nắp chai để xả bớt khí, tránh gây áp lực lên chai. À, thì ra là vậy. Mình quên đọc phần lưu ý. Xin lỗi chú cô và các bạn. Bạn nhớ nha, làm gì cũng phải chú ý an toàn, phải nghiên cứu kỹ, nắm rõ nguyên tắc mới thực hiện. Ừ, mình nhớ rồi. Tiếc quá à, enzyme mình ủ lần này bị trào ra ngoài hết trơn luôn. Không sao đâu Kim, có gì chúng ta cùng làm lại. Mà công nhận, mùi enzyme sinh học từ rau củ quả thơm thiệt đó. Mình phải về nhà ủ enzyme sinh học ngay mới được. Cho cô cho mình xin công thức và lưu ý nghe. Được, mình sẽ viết chi tiết cho các bạn. Mình cũng muốn làm lại enzyme sinh học. Chú cô làm lại với mình nghe. Được rồi Kem.